Ra đây mời quý vị cùng lại súp tôm trước đây nha quý vị. Theo mấy bác thì súp tôm là trước đây là làm nhiều về tôm mà giờ không còn làm nữa. Súp này gọi là súp chùa, là chùa nè, chùa Vĩnh Phước. Là tới cái nhà. Tới nhà đó, mấy nhà đó treo dãy dãy đó. Đây là khu vực súp chùa nè chị, súp chùa nè quý vị, tại vì ở đây có chùa Vĩnh Phước đó. Qua khu vực này một chút thì sẽ tới xóm súp tôm. Đây là các ngôi nhà mới nè quý vị. Đây súp tôm có tôm nè quý vị. Theo Lâm thì trước đây thì được dạy là tép hoặc tôm. Tôm thì có tôm sú mà nuôi ở trong này. Thường tôm thì ở ngoài biển thôi, tép thì ở nước ngọt, tôm thì ở nước mặn. Nên không biết chính xác là người nào nói đúng. Bà ơi, chứ con hỏi ngày xưa ở đây làm tôm không hả bà? Dạ. Làm tôm không gọi là súp tôm. Là súp tôm dài không bà ha? Tới đây rồi đó. Chứ từ đằng này lên tới đằng đẵng có một khúc à. À dạ. Ủa còn cái khu bên kia gọi là gì bà ha? Bà đừng lộ đó, gọi là lộ mới hả hay sao không? Đường Tàn Yên hay là đường Nguyễn Chí Thanh anh? À đường lộ Nguyễn Chí Thanh luôn, là nói dài ra nó luôn. À rồi em cảm ơn. Con cảm ơn mấy cô, không đi quay tiếp này. Có khu vực súp chùa, xóm Thách, xóm Chợ Cũ, xóm Chiếu và xóm này gọi là xóm Tôm. Cô ơi, tới đây mình hết cái xóm Tôm chưa cô? Chưa hả? Dạ đi cậu ấy. Hết rồi. Dạ.
đây có hãng nước đá Thành Công nè quý vị. Xóm tôm rồi quý vị, còn hiện giờ là qua cái khu mới rồi, nhưng mà quản chưa biết được cái xóm này là xóm gì. Anh ơi, cái xóm này gọi là xóm gì vậy anh ha? Xóm này bây giờ hiện gọi là xóm gì? Xóm hãng nước đá. Hãng nước đá hả? Là có nhiều nước đá, nhiều người làm nước đá hả? Ừ. Vậy là xóm tôm rồi xóm hãng nước đá. Còn còn cái xóm châu. Xóm châu là ngày xưa là xưa. Xưa tới giờ hả? Ừ, xóm châu. Cũng như là ở đây nó cũng nó cũng dính líu xóm châu luôn. Vòng vòng nhau vậy đó hả? Vòng vòng. Ở xóm châu là ngày xưa là nuôi châu nhiều hay là sao anh? Nuôi châu. Vậy là em chạy hết là gần hết chưa ta? Chạy qua cái khu đặng nữa, bật là bật qua Cổ Khang là tới xóm châu trở này đó. Rồi rồi, em cảm ơn. Qua cái dịch vụ thì dạ, bắt xong. Đấy, em quay cái này gửi cho cô bác ở xa coi á. Em quay cái này. Em quay cái này gửi nghe. Lên trên kia nó là chỗ ông địa. Rồi, dạ. Đây là xóm nước đá, tại vì có nhiều máy làm nước đá. Còn chút nó sẽ tới xóm xóm châu. Và có nhiều theo các anh ở đây thì nói là có nhiều có nuôi châu. Đây là giáp kinh Tà Liên, hay là gọi là ở dưới mình gọi là kênh ông Hiện đó quý vị. Rồi, trời, em quay liền. Cho quay là quay, còn không cho quay thì thôi. Ủa, người quay gì là quay gì vậy? Quay vụ gì vậy? Ở đây qua vật liệu Hữu Khang thì sẽ tới xóm châu nè quý vị. Là hết xóm nước đá rồi. Không có phân biệt được gạch gòi lắm. Ở đây là các nhà máy đóng tàu. Thank you.
dẫn cái nghe bác. Biết gì đâu không dẫn. Dạ bác, Sớm Châu là từ đây tới tới chỗ nào, chuồng địa hay chỗ nào vậy bác? Đây thẳng thẳng có cái chùa đó. À có chuồng địa phải không? Cái chuồng địa đó. Rồi rồi, cảm ơn. Đây là cặp kinh Trà Liên hay gọi là kinh ông Hiển đó quý vị, không phải là kinh ở trong chợ đâu nhé. Quay bác cái rồi bác, cái này mình chùa ông địa còn cách đây xa không? Cây cũng về kinh thước à. À nhưng mà cái chùa đó tên là gì hay là tên ông địa luôn? Chùa ông địa. À, cảm ơn cô. Cảm ơn chú. À, cho con đi cái chú ơi. Đây là kinh ông Hiển nào quý vị. Chùa này là của người Tiều hay sao bác?
gọi là ông đĩa. Ủa, người Kinh cái từ. À, người Kinh đó. Sao không thấy tiếng tiểu không vậy? Thì con cái thuốc không? Môn quanh từ. Đi lấy ra đủ nó đi thành phố à. Đi quay vậy? Dạ. Quay cảnh hả? À. Người để hỏi nói không? Dạ. Ừ, cả cần luôn cũng được. Để điện không xuống. Thôi, khỏi anh. Tưởng đâu anh biết anh. Mà để điện không chút xíu rồi ông tên. Nhìn là biết rồi. Dạ. Không bên mình. Sao? Tại vì mình quay có không áo cảnh. Dạ mình đâu quay. Em cho nó tự nhiên chứ không có cần hỏi ấy. À. Ủa giờ trước bán cái ăn nhỏ. Bây giờ là ủa sao thấy nó xuống cấp quá vậy anh ha? Xuống cấp rồi thì chúng năm tới cắt lại đó. À. Là cắt chắc bự hơn. Cắt hơn không bự cũng như vậy cao ráo lên. À. Ủa bây giờ vậy là đâu có còn ai ở. Còn. Chưa là anh tay thì nó dễ vậy nha. Ủa giờ anh coi con dễ rồi mình coi dọn một dòng dòng. Dạ. Ủa vậy là khuôn viên của mình rộng không anh? À đi em đi dọc cách. Dạ em cảm ơn. Dạ không sao đâu anh, quay gì cũng được rồi. Anh ơi em bước lên đây cái hả? Dạ. Đây là khung cảnh ở phía ngoài. Đây khuôn viên chùa tới phía ngoài này nè quý vị. Chắc là các hình ảnh về hoạt động của chùa. Phía sau của chùa. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo ạ. Cái đường này là ra cái đường Nguyễn Chí Thanh mới nè quý vị. Nó dài. Đây là mặt trước của chùa Ông Địa nè quý vị.